Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính GTV. Thưa quý vị đang theo dõi các chương trình đối thoại nằm trong về đề tài về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam, giúp mục tiêu hóa hủ của chúng ta nhanh hơn và đạt được những kỳ vọng mà người dân đang mong đợi. Trong chương trình đối thoại tuần trước, chúng tôi đã cùng các khách mời bàn về cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam và chúng tôi cũng đưa tới một số những thông tin mà khán giả rất quan tâm liên quan tới đường sắt Bắc Nam, đường sắt đô thị hay là một số những tuyến giao thông mà các khán giả đặt câu hỏi gửi cho chúng tôi. Và trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục với số đối thoại tuần trước để bàn về hạ tầng giao thông nội đô, một trong vấn đề mà các khán giả cũng rất quan tâm và chúng tôi hy vọng các khách mời trong chương trình đối thoại tuần này có thể giúp giải đáp những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ quý vị khán giả trong số đối thoại tuần trước. Và tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của khách mời. Ông Phạm Ngọc Hùng, chuyên gia kinh tế. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoài Nam, trưởng bộ môn đường ô tô, đường đô thị, đại học xây dựng. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và cùng chúng tôi bàn luận về một chủ đề không chỉ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, những người quan tâm tới kinh tế mà còn của rất nhiều người dân. Và ngày hôm nay thì ông Hùng có lẽ là cũng đại diện tiếng nói của người dân đúng không ạ? Để có thể có những cái góc nhìn liên quan đến vấn đề là giao thông và những vấn đề đặc biệt là vấn đề liên quan tới hạ tầng và giao thông nội đô. Trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Tức là chúng ta phải biết rằng là dân số của Hà Nội bao nhiêu triệu dân. Thì quy hoạch giao thông nó phải thế nào, là phải có diện tích là bao nhiêu đủ để làm giao thông. Còn nếu mà ông đã không tính ra được như vậy thì đừng có tăng diện tích dân số Hà Nội lên, là bởi vì nếu không thì nó sẽ trở nên là tắc với nhau hết ở chỗ cả. Đấy là cái điều mà chúng ta về lâu về dài mà nói như thế. Cái thứ hai nó là một vấn đề xã hội, là vì thế này, tức là đúng là phải, tức là đô thị chính phải có đô thị hoàn chỉnh vệ tinh. Chứ nếu không làm một cái đô thị mà nó không hoàn chỉnh ấy, thì đến khi chữa bệnh là phải vào trong này, rồi thì là trường học là phải vào trong này đó. Rồi thì là khi sát nhập Hà Nội với Hà Đông thì là dời rất nhiều cơ quan ở dưới Hà Đông lên Hà Nội, nhưng mà lại đồng thời dời rất nhiều cơ quan trên Hà Nội xuống Hà Đông, nên là lại làm cho cái đi lại giữa Hà Nội với Hà Đông này còn tắc nghẽn hơn, còn cái mỗi nhu cầu đi lại nó còn khủng khiếp hơn. Còn nó nói lên tức là một cái tầm nhìn mà không gắn kết với nhau giữa giao thông và công ăn việc làm, rồi thì là các cái cơ sở hạ tầng khác, nó đồng bộ như thế. Đấy, đường sắt thì nhiều chuyên gia nói là chúng ta bỏ bê nó hàng trăm năm nay, bây giờ nó quá lạc hậu rồi. Đường là đường đơn, đường 1 mét mà cái hiệu quả nó quá thấp đi. Tôi xin nói là đường sắt hiện nay vận chuyển mỗi năm được có 15 triệu hành khách, và cũng khoảng độ đến 30 triệu cái tấn hàng hóa thôi. Rất xa so với ô tô, đó mà ô tô hàng 3 tỷ, ô tô 3 tỷ hành khách và hơn 150-200 triệu tấn hàng hóa, thì tôi nghĩ là đường sắt chúng ta bỏ bê nhiều vậy, cho nên chúng ta phải phát triển đường sắt. Tuy nhiên cái nhược điểm của đường sắt là đầu tư hết sức đắt, vì vậy cho nên là chúng ta đầu tư từng bước, nhưng mà theo tôi nên tận dụng cái nền đường sắt cũ của người Pháp để mà chúng ta chở hàng hóa và hành khách, gọi là cái dạng trung lưu và hạ lưu. Còn sau này đến năm 2025-30 hoặc là 40-50 gì đó, chúng ta có đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì lúc đấy chúng ta sẽ là sử dụng nó chủ yếu là chở hành khách. Thì theo tôi hai cái đó phải quan tâm song song nhau, chứ đừng có quá quan tâm cái đường sắt cao tốc Bắc Nam mà quên cái đường sắt cũ của mình, thì nó rất lãng phí và nó không phục vụ cho toàn xã hội được. Chúng ta nên nhìn nhận một cách thật là đúng đắn đối với giao thông đường thủy. Vì theo quan điểm cá nhân của tôi, cũng như rất nhiều những cái bạn nghiên cứu nước ngoài của tôi, họ đánh giá đây là một cái lợi thế rất lớn của Việt Nam. Và rõ ràng là trong cái điều kiện kinh tế đang khó khăn như thế này, đầu tư thấp mà được một cái hệ thống giao thông tuyệt vời như vậy mà chúng ta lại để nó ngủ quên lâu quá thì đấy là một sai lầm. Kể cả giao thông đường biển lẫn giao thông đường sông, đặc biệt là chúng ta có hệ thống đồng bằng sông Cửu Long với các kênh rạch phát triển rất tốt, thì các vấn đề logistics, mặc dù chúng ta chưa có kinh nghiệm, thì học các kinh nghiệm của nước ngoài rồi chúng ta sẽ làm được. Thậm chí kể cả thuê lại họ thì các hệ thống logistics của chúng ta sẽ phát triển, tôi nghĩ là trong tương lai không xa. Và rõ ràng là đầu tư thì chi phí là thấp nhất so với các hệ thống giao thông khác.
Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số thông tin ban đầu. Chúng tôi muốn là các khách mời có một cái bức tranh toàn cảnh về chủ đề đối thoại ngày hôm nay. Thì trước hết là đánh giá về giao thông nội đô, thì các khách mời có thể đánh giá về cái tình hình giao thông tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ạ. Trao đổi một chút về cái hệ thống đường sắt đô thị. Về mặt lý thuyết mà nói đối với các cái đô thị, chúng ta biết rằng là nếu mà đường sắt đô thị, tức là đối với cái một cái thành phố có dân số trên 1 triệu thì người ta bắt đầu phải nghĩ đến các hệ thống metro và cái đường sắt đô thị. Và từ 300.000 trở lên là người ta bắt đầu nghĩ đến cái chủ yếu dựa trên các hệ thống đường xe buýt. Đó là cái bài toán kinh tế thôi. Như vậy rõ ràng ở Hà Nội của chúng ta thì 1 triệu trên 1 triệu từ cách đây rất lâu rồi. Nội thành là 3,5 triệu rồi. Và hiện nay là chúng ta đã hình như là không, tôi nhớ không nhầm theo cái số liệu tôi lấy năm 2014 đây thì nó đã là hiện nay nó là của chúng ta có là 7 trên 7 triệu người rồi. Chưa kể khoảng 25% nữa là những cái người đi nhập cư rồi nó không ổn định, cái dân số nó không ổn định đi ra đi vào thành phố nữa. Như vậy thì chúng ta là một cái thành phố lớn mà rõ ràng thì từ lâu rồi nghĩa là thì các chính quyền Hà Nội đã phải nghĩ đến cái việc lập các cái bản quy hoạch, trong đó phải đưa cái hệ thống giao thông vận chuyển khối lớn và đặc biệt đây là đường sắt. Nói về cái lợi ích của đường sắt thì chúng ta biết rằng là nhiều nước thì hiện nay thì lâu rồi người ta đã nghĩ đến việc phải xây dựng các cái hệ thống đường sắt, và thậm chí người ta không cần vay tiền từ các cái tổ chức quốc tế mà người ta tự bỏ tiền ra để người ta xây. Ví dụ như hiện nay cái hệ thống các đường sắt cả một số nước có hệ thống giao thông công cộng phát triển, ví dụ như là Hồng Kông, Singapore, Tokyo, New York, thì tôi xin cung cấp một những cái thông tin như này chúng ta để thấy những cái lợi ích của việc xây dựng đường sắt. Thứ nhất là nếu mà với một cái năng lực vận tải khoảng 50.000 hành khách trên một giờ trên một hướng mà đi vận tải bằng ô tô thì chúng ta cần một cái làn đường rộng khoảng 145 mét, trong khi cùng cái năng lực như vậy thì đường sắt chỉ cần có 9 mét. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều đất để phục vụ cho các cái vấn đề khác của đô thị, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đất đai nó rất là đắt đỏ. Rõ ràng để giải phóng những cái mặt bằng lớn tới 100 bao nhiêu mét thì chúng ta sẽ thành những cái con đường siêu đắt trên hành tinh mà chúng ta vẫn thấy. Cái lợi ích thứ hai chúng ta thấy là nếu như so sánh ở một số các cái nước mà có cái hệ thống giao thông công cộng phát triển, tôi lấy ví dụ như ở châu Âu chẳng hạn, hoặc một số nước như Đan Mạch thì người ta thấy, người ta tổng kết thế này là những nước có hệ thống giao thông đường sắt phát triển thì mỗi một người dân một năm tiết kiệm được khoảng 2.000 euro cho một người dân sử dụng phương tiện hành khách công cộng. Và vận tải bằng hành khách công cộng thì chi phí chỉ bằng khoảng 1/3 thôi vận tải các hình thức cá nhân khác, và tiết kiệm nhiên liệu nếu tính trên đầu người km thì vận tải bằng đường sắt sẽ tiết kiệm khoảng 3,4 lần cái lượng tiêu hao nhiên liệu mà hiện nay chúng ta đang dùng. Và đồng thời với nó nữa thì cái việc mà ô nhiễm môi trường cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều. Ví dụ những cái nước như thế này thì chi phí của người dân sử dụng được giao thông công cộng thì khoảng tính tổng trên GDP thì khoảng 6%, trong khi ở một số nước khác không sử dụng trên hệ thống giao thông công cộng thì nó có thể lên 12 thậm chí đến 14% GDP. Thì chúng ta thấy cái lợi ích của đường sắt công cộng nó giữ vai trò hết sức là quan trọng. Đấy, tôi thì cung cấp một số các cái thông tin đường sắt. Ông Hùng nghĩ thế nào về những thông tin đó? Theo tôi nghĩ, tôi không phải là chuyên gia về giao thông, tôi chỉ chuyên gia về kinh tế thôi. Tất cả những cái việc lợi thế của phát triển đường sắt nội đô thì như các nhà chuyên gia đã phân tích rồi. Tôi muốn nói về một khía cạnh khác. Vậy thì với cái lợi thế như vậy, với những cái chương trình làm đường sắt đô thị chúng ta đã có rất nhiều năm rồi. Tôi nhớ không nhầm hình như là hơn 20 năm đã có rồi. Thế nhưng mà đánh giá lại sau 20 năm chúng ta làm cũng rất là cố gắng. Các tuyến đường sắt như Cát Linh, Hà Đông rồi Nhổn, ga Hà Nội rồi vân vân và vân vân. Đến hiện nay là đường sắt trên cao chúng ta làm đang làm 2 tuyến. Nhưng mà tại sao đến bây giờ thì cả 2 tuyến đều gặp vấn đề? Cái vấn đề thứ nhất là chậm tiến độ. Thứ hai là đội vốn. Vấn đề thứ ba là nó quá dài, dẫn đến là người dân rất là mệt mỏi. Và từ cái người dân hào hứng ban đầu đến bây giờ thì người sau đó thì đến một cái tâm trạng khác là người dân nghi ngờ. Và đến bây giờ thì là người dân phản ứng.
nhất là tuyến Cát Linh Hà Đông. Cái thứ nhất là vấn đề đội vốn. Vấn đề thứ hai là cầu thả trong xây dựng. Chắc là các anh các chị đã nghe rất nhiều rồi, chết rất nhiều người rồi, những cái nguy hiểm rồi, cái nạn cả một cái tuyến đường chặn như vậy, quay lô cốt như vậy, làm gây rất phức tạp, gây rất khó chịu cho người dân trong một thời gian rất dài. Và vừa rồi đây thì lại có một cái thông tin nữa là sẽ hoàn thiện cái tuyến đấy và kéo dài đến tận 2021. Tôi nghĩ rằng tốt thì tốt rồi. Tôi không miễn bàn về vấn đề đó, các chuyên gia đã phân tích. Nhưng mà vấn đề chúng ta phải làm sao nó thực tế, để đưa cái tốt đấy thực tế để mà làm. Tránh tình trạng là vừa rồi chúng ta có hai cái mà chúng ta phân tích rất là tốt, nhưng đều đến bây giờ tôi cho rằng thất bại. Thứ nhất là hai tuyến đường sắt đều đội vốn, đều kéo dài thời gian, rồi hàng loạt các hệ lụy tiếp theo nữa. Và một cái vừa rồi nữa là đưa tới là BRT. Rất là hào hứng, rất là ấy. Và cuối cùng đến bây giờ BRT thì cái sức chuyên chở còn không bằng cái xe buýt. Mà trong khi đó lại dành một cái một đường riêng, một phần ba đường. Trong khi đó các bạn cứ đi đường Lê Văn Lương, các bạn thấy rõ nhất đường Lê Văn Lương và Hồ Tàng Võ, khi cả một cái khối lượng người ép vào một nửa, nhất là đường Hồ Tàng Võ một nửa, còn một nửa dành cho BRT. Và tôi thấy rằng cứ độ khoảng 5-10 phút có một cái xe BRT chạy, trong cái đó một cái lượng người vô cùng lớn, nào xe buýt, nào xe cá nhân, rồi vân vân và vân vân, dồn vào cái tuyến đường đó. Và nhìn lên xe BRT thì lác đác vài người. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đấy, cái lỗi đấy là do những cái về kinh tế, cái đánh giá kinh tế của chúng ta, cái đánh giá cái tác động của nó chưa đúng mức. Lỗi ngay từ khâu thiết kế, từ khâu cái thẩm định cái khả thi của nó. Thì tôi nghĩ rằng nó chậm thì nhiều, tí nữa chúng ta sẽ phân tích sâu hơn thì tại sao nó chậm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái vấn đề vừa qua, nếu chúng ta mà không khắc phục được thì không được sự đồng ý hưởng ứng của người dân thì tôi nghĩ rằng rất dễ thất bại. Vâng, đó cũng là tiếng nói rất nhiều người dân đang muốn nói khi mà nhắc tới tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên khán giả chúng tôi hỏi một chút về khâu thiết kế, tại sao chúng ta lại làm nổi mà chúng ta không làm ngầm ấy. Rất nhiều nước trên thế giới họ đã đi rất là nhiều nơi thì thấy cả một hệ thống ngầm phát triển phía dưới, và đa phần là có những nước như 98%, 100% đều là ngầm. Vậy tại sao chúng ta không làm metro ngầm? Nó so sánh, nó có gì khác biệt ạ? Thì các khách mời đây là chuyên gia có thể giải đáp câu hỏi cho khán giả của chúng tôi đúng không ạ? Bà Bình có thể giải đáp chưa? Đường sắt đô thị thì thông thường nó chia ra hai loại là đường sắt nhẹ và đường sắt nặng. Đường sắt nhẹ thì đa số là người ta làm nổi và làm trên cao. Còn đường một số thì có thể một số đoạn tuyến đi ngầm. Đường sắt chúng ta là đường sắt nhẹ. Đường sắt nặng thì đa số là nó đi ngầm. Đường sắt nặng thì cái khối lượng chuyên chở của nó lớn hơn, nhưng cái mức đầu tư cực kỳ lớn và chúng ta cũng và năng công nhận cái năng lực chuyên chở của nó rất là lớn. Nhưng tôi nghĩ là tất cả nó đều phụ thuộc vào tại sao chúng ta lại lựa chọn đường sắt nhẹ đó. Thì thứ nhất là phụ thuộc vào cái năng lực tài chính. Cái thứ hai nữa là cái quy mô luồng hành khách. Nhưng tôi nghĩ là chủ yếu chúng ta phụ thuộc năng lực tài chính nên chúng ta chọn đường sắt nhẹ. Chúng ta chọn nó đi trên cao, thứ nhất là vì nếu đi mặt đất là chúng ta là thiết kế thi công là rẻ nhất, chi phí thấp nhất, nhưng chúng ta không có đủ quỹ đất. Vì thông thường là đường sắt đô thị là bám các trục giao thông chính để mà tăng khả năng kết nối với mạng lưới giao thông công cộng còn lại. Cho nên là nó nếu chúng ta cho mặt đi mặt đất thì không có chỗ, không có đất để bố trí. Cho nên là đa số chúng ta bố còn lại cái giải phân cách ở giữa thì chúng ta bố trí cái cột đấy để cho nó đi nổi. Ở một số đoạn tuyến chúng ta vẫn phải cho đi ngầm bởi vì lý do thứ nhất là nó đi qua những cái khu mà chúng ta không thể nào bố trí được quỹ đất là một. Thứ hai nữa là nó có thể là ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan xung quanh nhiều nên chúng ta buộc phải là đi ngầm. Bởi vì đi ngầm thì chi phí nó đội lên nhiều lắm. Cho nên là đấy là lý do tại sao chúng ta là sẽ đã chọn nó đi trên cao chứ không phải là tất cả đều đi ngầm. Tôi xin trao đổi thêm cái vấn đề này một tí. Theo tôi thì ngoài những cái lý do như là tiến sĩ Bình nói, tôi hoàn toàn nhất trí. Nhưng tuy nhiên tôi thấy ở vấn đề ở cái gốc rễ sâu xa của nó chính là cái bài toán thiết kế mặt cắt ngang đô thị và cái quy hoạch phương tiện. Thì ngay từ đầu chúng ta đã không tính đến có các cái hệ thống này. Dẫn đến như chúng ta bị thiếu quỹ đất. Nếu như chúng ta ngay từ những cái năm, nếu tôi quay trở lại những ngày trước kia khi mà người Nga giúp chúng ta quy hoạch đô thị thì là có cả đường sắt đô thị đấy chứ, đường sắt tàu điện leng keng là chúng ta có chứ.
xe buýt chạy điện chúng ta có chứ, tiến ngay bờ hồ này chúng ta có chứ. Thế ngày xưa với cái quy mô dân số Hà Nội bởi bây giờ còn rất bé, người ta đã tính đến cái lối đưa các cái phần đường để cho các phương tiện giao thông công cộng, rồi chúng ta lại cậy đi, chúng ta quá tập trung vào phát triển cái hạ tầng cho giao thông, gọi là cho nhiều xe đi chứ không phải cho nhiều người đi, dẫn đến bây giờ khi chúng ta quay trở lại khi chúng ta bị ùn tắc thì chúng ta mới phát hiện ra là chúng ta thiếu quy hoạch phương tiện, thiếu không gian để thiết kế các cái làn đường. Thế đây phải nói là vấn đề chính là vấn đề về tầm nhìn trong cái và đánh giá rất thấp cái vai trò của hệ thống giao thông công cộng. Từ xưa chúng ta đã bị đánh giá rất thấp cái chuyện đó, dẫn đến chúng ta bị thiếu. Hiện nay bản thân mà nói vì thiếu quỹ đất nên hệ thống cái đường tàu điện của chúng ta đa phần là đi vào những đường phố có mặt cắt ngang rất lớn, mà nhiều khi nó chỉ phục vụ được khoảng vài trăm mét hai bên đến đó thôi, mà chúng ta chưa kết nối trực tiếp với những cái trung tâm mà phát sinh các cái đầu mối giao thông lớn, ví dụ các cái trường đại học, các cái khu công nghiệp. Bây giờ hiện nay chúng ta không có lối để đi về bên dưới, gọi là các nhà cao tầng, không có quy hoạch mà, cho nên các nhà cao tầng với cái móng như thế thì chúng ta cũng không thể luồn lách ở dưới các cái đó được, cho nên lựa chọn cái đi trên cao. Và một phần đi ngầm cũng là phần như tiến sĩ Bình phân tích, một phần là cũng là lý do kinh tế, vì đi ngầm nó rất là đắt, cái địa chất của Hà Nội này lại tương đối yếu, cho nên để chúng ta chọn. Và thứ hai, đa phần chúng ta cứ để ý mà xem tất cả toàn bộ cái tuyến của chúng ta là chỉ đi trên những đường phố nó đủ rộng thôi, chứ còn nó sẽ không có những cái kiểu như ở London ấy, người ta đi sâu vào những đường phố thậm chí dưới 12 mét chui lên vẫn có bến tàu điện ngầm, hoặc là các cái đường ở Paris chẳng hạn, chúng ta được cái gọi là tram thì là nó vẫn chạy trên các cái đường phố lại trên mặt đất luôn và cũng vẫn an toàn. Đấy là cái lý do tôi nghĩ sâu xa chúng ta cũng có một phần về cái tầm nhìn về thiết kế và quy hoạch đô thị và đánh giá thấp cái vai trò của giao thông công cộng. Tôi cũng đồng ý như thế, bởi vì chúng ta đã tức là chính là cái vấn đề quy hoạch của chúng ta, tôi nghĩ là cái quan điểm của chúng ta nó bị thay đổi, nó không liền mạch. Đáng nhẽ chúng ta phải có một cái tầm nhìn hàng trăm năm ấy, và thống nhất một cái liền mạch về cái quan điểm đã phát triển một cái đô thị của thành phố Hà Nội, nó phải liền mạch như thế. Và chúng ta lại có những phần ví dụ như là Hà Nội đang là Hà Nội gốc cũ, sau đó chúng ta lại mở rộng Hà Nội, chúng ta thay đổi hoàn toàn cái việc cái thiết kế và quy hoạch rồi. Thứ ba nữa là cái phần vận tải công cộng trước đây chúng ta hầu như chúng ta không nghĩ đến tầm quan trọng của nó. Tôi nhớ là có một giai đoạn bỏ bẵng đi là chúng ta bóc hết cả hệ thống tàu điện ở trên đó trên mặt đất, rồi chúng ta bỏ hầu như là cái mạng lưới tuyến xe buýt của chúng ta lại bỏ đi, và đến tận những đầu những năm 2000 chúng ta mới phát triển lại. Cho nên là chúng ta là bị đứt đoạn và chúng ta đầu tiên chúng ta không đánh giá cao cái vai trò của vận tải công cộng. Khi một cái đô thị lớn phát triển liên tục như thế thì buộc phải vận tải công cộng khối lượng lớn, và chúng ta không đưa nó vào phần quy hoạch ngay từ đầu và chúng ta nó bị gián đoạn như thế. Thì đấy là phần tại sao là thiếu quỹ đất và chúng ta là bố trí phần xây dựng các thứ nó là nhà cao tầng. Thì bây giờ các quý vị thấy là bây giờ cái hệ thống các khu đô thị mới, các nhà cao tầng ngày càng mọc lên và nó khác hẳn với lại, tức là nó đã mâu thuẫn với lại cái quy hoạch phân khu chức năng rồi. Quy hoạch phân khu có thể giới hạn cho 7 tầng thôi, nhưng mà nhiều khi chủ đầu tư lại có nhu cầu cao lên 20-30 tầng. Lúc đó nó đã thay đổi hoàn toàn cái nó đã tác động hẳn đến cái quy hoạch, chúng ta chỉ tính đến 7 tầng thôi chẳng hạn. Nhưng khi chủ đầu tư có đề xuất xây dựng lên và được phê duyệt lên vài chục tầng thì nó đã khác hẳn về cái nhu cầu và đi lại, nó đã ùn tắc giao thông là chuyện dĩ nhiên và nó đã phá vỡ cái quy hoạch rồi. Nói về cái tư duy thì đúng là chúng ta cứ đổi cho cách đây lâu năm thì chúng ta chưa nhận thức được. Nhưng nếu quay về người Pháp, người ta những cái nhà quy hoạch đầu tiên người Pháp, người ta nói là ông có thể thêm bao nhiêu con ngựa vào thành phố cũng được, nhưng ông không thể sâu chúng thành một cái đường sắt được, thành một chuỗi thành đường sắt được. Tức ngay từ cách đây gần 100 năm là người ta đã, thời kỳ đi ngựa, người ta đã nghĩ đến là việc phải có sử dụng đường sắt đô thị để vận chuyển khối lượng để đảm bảo cái thành phố nó phát triển. Gần đây nhất chúng ta xây dựng cái tuyến vành đai 3. Tôi lấy ví dụ là một cái tuyến vành đai 3 chẳng hạn, là một cái bài toán mà sau này chúng ta cần phải rút kinh nghiệm tiếp cho vành đai 4. Chúng ta xây dựng, chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền để có một cái mặt cắt ngang rất rộng. Và chúng ta chỉ xây có 4 làn xe trên cái đường vành đai 3 ấy thôi. Mà đây là một cái đoạn đường cao tốc trong đô thị. Nhưng chúng ta cũng không hề đặt vai trò của cái giao thông. Để ít nhất chúng ta phải có một làn dành riêng cho xe buýt nhanh chạy trên đấy thì tuyệt vời. Và kết nối lại với cái tuyến trục trung chuyển. Ở nhiều nước thì nó sẽ dành riêng một làn đường, rất là nhiều đường cao tốc trong tư duy thiết kế nó phải dành riêng một làn đường cho giao thông công cộng. Không có gì mà tuyệt vời bằng cái tuyến BRT chạy trên đó cả, vừa nhanh vừa thuận tiện. Và do đó trung chuyển xuống các cái điểm đấu nối ở bên dưới, chạy cả một cái vành đai lớn như thế. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là bây giờ chúng ta tưởng tượng cái vành đai 3 chúng ta, cái trụ cầu, đây là một cái lỗi thiết kế. Mà đây tôi cũng muốn góp ý để chúng ta đến được những cái người làm quản lý và thẩm tra. Chúng ta làm một cái trụ như thế này và toàn bộ bên dưới là không đi được. Đất thì bỏ ra rất là nhiều tiền để đền bù, dưới thì trồng cỏ, xong bây giờ chúng ta lại xén một tí vào để đi.
Thế thì ở những nước với đất đắt đỏ như vậy thì người ta thường thiết kế các kết cấu khung. Có nghĩa là giống như cái khung giá sách ấy. Bên trên này là tầng này là vành đai 3 này. Dưới cái khung đấy là giao thông công cộng nó có thể chạy được. Và nếu cần thiết nữa thì lên một tầng nữa. Với cái trụ đấy thì không thể phát triển thêm các tầng đường nữa. Là lại giao thông công cộng hai chiều, một chiều dưới, một chiều lên. Và sử dụng các cái hệ thống kết nối để người ta có thể chuyển xuống các tầng. Thì chúng ta có phải chúng ta sẽ tiết kiệm. Bây giờ chúng đất chật như thế mà chúng ta lại xây thiết kế một cái sự lãng phí khổng lồ. Và tôi nghĩ rằng để đến vành đai 4 chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Hoàn toàn về mặt kết cấu với góc độ xây dựng, tôi khẳng định là chúng ta hoàn toàn có thể kế được các kết cấu khung của không gian bên dưới là để dành cho giao thông công cộng. Đặt tàu điện nhanh trên đó rất là tiện. Có khó gì đâu ạ. Chúng ta thấy là rõ ràng đến cái tư duy thiết kế chứ không phải nói từ xưa đâu. Ngay cả bây giờ chúng ta vẫn không coi trọng giao thông công cộng. Chúng ta đầu tư rất nhiều tiền để chủ yếu để cho ô tô cá nhân nó đi thôi. Mà khái niệm về vận tải như chị Bình thấy, tiến sĩ chuyên gia thì biết là chúng ta làm giao thông để cho nhiều người đi chứ không phải để cho nhiều ô tô đi, nhiều phương tiện cá nhân thì tức là hiệu quả năng suất là người km chứ không phải là xe km. Cái tư duy về vận tải và tư duy về giao thông nó đang mâu thuẫn nhau. Chúng ta quá tập trung vào giao thông mà không nghĩ đến cái vận tải, cái hiệu quả của cái vận tải. Tôi xin mời ý kiến như này. Tất cả những cái tư duy về nhiệm kỳ rồi những cái tư duy tầm ngắn nó đã xảy ra đến dẫn đến cái việc mà chúng ta tạo ra những cái tuyến giao thông mà nó gọi là, tôi nói là từ ngữ gọi là nó hơi dân dã một tí, nó gọi là tạp phí lụt. Thực ra cái giao thông Việt ở Hà Nội tôi cũng đi rất nhiều nước, kể cả những nước lạc hậu hơn ta rất nhiều, như Lào. Thì bản thân giao thông của họ rất là tốt. Thực ra đường họ cũng không rộng hơn ta bao nhiêu cả. Nhưng mà họ phân luồng một cách cực kỳ thông minh. Cực kỳ thông minh. Họ cũng chưa phát triển đến mức là có đường sắt trên cao hoặc là họ chủ yếu đường bộ thôi. Tất nhiên là dân Lào thì dân số nó không lớn. Thủ đô Viêng Chăn nó chỉ được khoảng hơn 1 triệu. Nhưng họ đã tính đến cả những cái rất là xa. Rất là xa. Thế nhưng quay trở lại chúng ta. Tất cả những đường sắt trên cao rồi đường vành đai 2, vành đai 3 rồi vành đai 2,5 rồi thì chúng ta đã được chắc là khoảng hai mấy năm. Tôi nhớ không chính xác nhưng mà chắc khoảng hai mấy năm. Thế nhưng mà tại sao chúng ta triển khai chậm? Thế khi mà chúng ta triển khai chậm thì lại có hai vấn đề là khi dự án treo thì nó rất nhiều, nó dẫn đến là người dân lại bắt đầu là thay đổi, cứ những kỳ này lên lại thay đổi một chút, những kỳ lên, dẫn đến là đến khi mà chúng ta bắt đầu triển khai làm thì cái tiền đền bù nó quá lớn. Và khi mà chúng ta đã hạch toán được một cái như là đặc biệt nhất như là tôi nói vấn đề là tuyến đường sắt Hà Đông Cát Linh, thì chắc chắn là khi chúng ta vay của Trung Quốc thì chúng ta vay trên cái mức độ là hơn 400 triệu, thì chúng ta tính hiệu quả trên hơn 400 triệu. Và cái thời gian trả nợ là chúng ta phải tính theo cái đó. Thế bây giờ nó đội vốn lên hơn 800 thì nó xảy ra vấn đề này là chúng ta lại phải đi năn nỉ Trung Quốc để xin vay thêm. Thế tức là chúng ta lại đẩy cái mà đáng ra là chúng ta đưa nghiễm nhiên được hưởng thì đẩy vào cái là chúng ta phải đi xin xỏ các bạn. Giả sử nếu mà bạn cho vay thì như chúng ta vừa rồi là rất là may, tôi nghĩ là cũng rất là may, nhưng mà nó lại đẩy ra vấn đề kinh tế. Vậy thì hơn 400 đầu tư, tỷ suất đầu tư hơn 800 và hơn 400 nó khác hoàn toàn nhau. Vậy thì khi khai thác cái tuyến đường đó, nó còn hiệu quả kinh tế không? Và chúng ta có thu đủ tiền để chúng ta trả nợ không? Lại cả vấn đề, theo tôi thông tin được biết là mỗi năm hiện nay chúng ta tàu thì chưa chạy, mà tiền thì trả nợ đã phải chạy rồi. Là mỗi năm hiện nay chúng ta đã phải trả nợ đến 650 tỷ. Nếu tôi nhớ không nhầm, tức là mỗi ngày chúng ta trả gần sấp xỉ 2 tỷ. Vậy thì tôi nghĩ rằng một cái tuyến đường sắt mà khai thác một ngày để thu được gần 2 tỷ, đấy là riêng trả nợ thôi, chứ tôi chưa nói là thu hồi vốn. Tôi nghĩ nó không khả thi. Mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề đấy là chúng ta cũng nên đánh giá lại một cách rất là nghiêm túc. Cái việc mà phát triển đường sắt đô thị là rất là cần thiết. Vấn đề là tại sao chúng ta phát triển
chúng ta phát triển mà nó bị chậm, bị đội vốn. Và cái hệ thống, nó dẫn đến là cái hệ thống vận tải công cộng của chúng ta đáng lẽ là chúng ta phải có cùng một lúc, chúng ta có thể cả một hệ thống trên tất cả các trục, 8 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch được khai thác đồng bộ cùng với hệ thống xe buýt. Thế thì chúng ta lại không có, chúng ta cứ lẻ tẻ từng tuyến một, tức từng đoạn tuyến một chúng ta đưa vào vận hành. Ngoài cái việc lãng phí về liên quan đến đội vốn, liên quan đến, thì cái vận sự chậm trễ nó gây ra rất nhiều lãng phí. Thứ nhất là chúng ta không phối hợp được với nhau, một đoạn tuyến đường sắt đô thị nó chẳng nói lên gì cả. Chúng tôi vẫn hay nói đùa đấy là một con én nhỏ không làm nên mùa xuân đấy, nó chỉ là một đoạn tuyến thôi. Cho nên nó cần phải là có một mạng lưới đồng thống nhất với nhau để liên kết, bởi vì người ta đi lại trong đô thị là đi lại khắp nơi chứ không phải trên một hành lang. Cho nên là nếu như chúng ta chậm trễ một đoạn tuyến này, đoạn tuyến sau chúng ta không xây dựng được, thì cái đoạn tuyến này này, mặc dù năng lực của nó hàng vài chục nghìn hành khách một giờ một hướng, nó cũng chẳng phát huy được, bởi vì nó cứ kết nối với xung quanh đâu, xung quanh vẫn là xe buýt với năng lực rất là nhỏ, chất lượng dịch vụ vận tải chẳng có gì là nâng lên được. Nên là việc mà ngoài cái lãng phí do đội vốn ra, thì cái sự chậm trễ và chúng ta không đầu tư đồng thời đúng lúc để nó chúng kết nối với nhau thành một hệ thống liên hoàn, thì nó gây ra lãng phí rất nhiều và không phát huy được cái hiệu quả của chính cái ưu việt của đường sắt đô thị là như thế. Vâng. Nhưng mà với tình trạng thế này, các khách mời có cảm thấy sốt ruột đúng không ạ? Cảm thấy đúng là tôi xin bổ sung một tí. Như hai chuyên gia phân tích thì chúng ta mới chỉ tập trung vào cái việc xây dựng, tức là chuyện chậm trễ cho việc đội vốn dẫn đến cái việc đưa vào khai thác nó sẽ lâu, và chúng phân tích trong cái dự án ấy thôi. Nhưng nếu như tổng ra tổng thể xã hội thì chúng ta thấy cái hệ lụy của cái việc chậm xây dựng đường sắt này rất lớn. Tôi lấy ví dụ những năm 1980 ở Hồng Kông, trước khi mà sát nhập vào Trung Quốc, thì rất nhiều nhà tư bản lớn ở Hồng Kông, người ta muốn rút ra khỏi vì người ta sợ những ảnh hưởng của chính trị, và người ta đã so sánh lựa chọn Bangkok hay là lựa chọn Singapore, và phần lớn người ta chuyển về Singapore bởi vì Singapore có hệ thống giao thông tốt hơn và thời gian đi lại và các thứ, tất cả thứ được tiết kiệm hơn. Cho nên cái hệ thống giao thông đường sắt nếu không làm nhanh, nó sẽ làm xói mòn cái hình ảnh một cái đô thị Hà Nội có tầm cỡ quốc tế. Nhà đầu tư sẽ nhìn thấy chán nản, thấy suốt ngày thấy tắc đường với ùn tắc, đi lại tiêu dùng phải vài ba tiếng trong một ngày. Thì tự nhiên tất cả những cái nỗ lực của chúng ta về một thành phố xanh, thành phố sạch, thành phố hòa bình, đáng đầu tư, đáng sống sẽ bị hủy hoại hết. Người ta sẽ chuyển dần các cái trung tâm hành chính ra các cái thành phố của các nước khác có hệ thống giao thông công cộng tốt hơn. Đấy là bài học của Hồng Kông, bài học của Thái Lan. Và ngay sau đó thì chính phủ Thái Lan quyết định không vay tiền mà xây dựng ngay một cái hệ thống đường sắt trên cao mà chúng ta biết là Skyway ấy, bây giờ đang dùng. Mà người ta quyết tâm làm bằng được để thu hút lại các nhà đầu tư, để thấy lại Bangkok trở thành một. Thì đấy là nói là những cái góc độ đấy. Thì quay trở về cái bài toán về đầu tư như các chuyên gia kinh tế nói, thì hình thức đầu tư PPP hiện nay là một hình thức rất là tốt cho hệ thống giao thông công cộng. Và những cái điển hình như các thành phố São Paulo và Rio de Janeiro hoặc ở Nam Mỹ người ta cũng đã làm. Thì nó có nhiều cái hình thức khác nhau, và tôi rất hoan nghênh là hiện nay là không vay vốn ODA mà các nhà đầu tư tư nhân của chúng ta sẽ đầu tư vào. Thì tuy nhiên có một cái vấn đề là họ lấy gì để bù lại cái nguồn vốn rất khổng lồ đấy đặt ra. Chắc chắn không thể trông chờ vào giá vé, bởi vì khi giao cho họ cái quyền khai thác mà họ tăng giá vé thì người ta sẽ lại quay trở về phương tiện công cộng và không thu được. Nhiều nước cái hệ thống giao thông công cộng, có một nhiều nước đã gặp phải, ví dụ Seoul, Hàn Quốc chẳng hạn, đầu tư cho hệ thống giao thông công cộng rất tốt và làm cho thành phố nó rộng ra, thì mật độ nó giảm đi. Mật độ giảm đi thì nghĩ rằng cái hệ thống giao thông công cộng phải xây dựng để đáp ứng được, gánh được cái chuyện đó. Và họ đầu tư rất là nhiều tiền để xây dựng hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta không cẩn thận sẽ gặp phải cái bài học như thế. Thế nhưng khi mà cái công nghiệp ô tô nó phát triển, Hyundai rồi Kia họ phát triển, họ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xe hơi, thế là cái hệ thống giao thông công cộng chẳng ai dùng nữa, người ta dùng rất là ít đi. Cái tiền bảo trì và duy tu đấy nhà nước vẫn phải rót vào hàng năm, lượng tiền rất lớn, trong khi hiệu quả khai thác thì rất kém. Được thống kê ở nhiều nước hiện nay, đối với cái kinh tế nó phát triển thì cái tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng đang có xu hướng giảm đi. Và khi cái kinh tế càng lên thì người ta lại càng muốn sở hữu các cái phương tiện cá nhân. Hạ tầng đường bộ chúng ta đầu tư càng nhiều, mở rộng càng nhiều đường như chúng ta đấy, thì người ta càng có xu hướng mua xe hơi và xe cá nhân, và dẫn đến giao thông công cộng thì nó thành vòng luẩn quẩn. Thì người ta chuyển sang không qua công cộng, đang đi xe cá nhân tắc đường đông, giao thông công cộng lại chạy chung mặt đất lại, cũng như xe buýt chẳng hạn, cũng không hơn gì, thì càng ngày nó càng tệ đi, nhà nước càng ngày càng phải rót tiền vào, và thậm chí là gì, buông bỏ. Đó là cái bài toán ở trong cái quản lý kinh tế, quản lý đô thị và kinh tế vận tải đô thị. Tôi thấy là bài toán ngay từ bây giờ chúng ta phải xác nhận tuyến đấy chúng ta xây xong, liệu chúng ta có phải trợ giá không,
lấy nguồn kinh phí nào để trợ giá, liệu phí có để thu không, nhà đầu tư lấy gì để bù lại. Đấy. Tôi biết là chắc nhận chính phủ sẽ có cái cách như ví dụ như là cho khai thác quỹ đất ở hai bên rồi đổi đất lấy. Đấy. Mà tôi nghĩ nhà đầu tư chỉ nhắm vào cái đấy chứ còn không trông chờ gì vào giá vé. Phần lớn các hệ thống giống cộng các nước là đều nhà nước phải trợ giá hết thì người ta mới đi, vì đa phần người đi là những người không có nhiều tiền, không có nhiều tiền nhưng mà lại phí cao người ta không đi, buộc thế nhà nước phải trợ giá bằng cách nào là trợ giá cho chính các cái doanh nghiệp vận tải đấy bằng cách là để người ta giảm giá vé, hay một số nước người ta trợ giá vào lương để khuyến khích, là tôi cho anh một tháng lương này tôi cho anh thêm 10-20% chi phí giao thông để anh đi phương tiện giao thông công cộng, ví dụ lương 100.000 thì cho anh 115.000 anh dùng cái 15.000 đấy để anh đi phương tiện giao thông công cộng, thì nó có nhiều cái khác chính sách. Yeah. Ngay từ bây giờ cái chính sách về quản lý dự án thì tôi không nói, những cái quản lý phí và phát triển dịch vụ, nếu tôi tính ra nếu chúng ta có đường sắt, một cái vấn đề lớn hiện nay tôi cũng xin bổ sung thêm hơi dài một tí là chúng ta có đường sắt tới, chúng ta có đường sắt đô thị, có metro, chúng ta có xe buýt, nhưng mà nếu như chúng ta tính là tôi đi xe buýt tôi phải trả tiền, xong tôi lại chuyển lên đường sắt tôi lại phải trả tiền tiếp một lượt nữa, rồi tôi lại đi xuống metro trả tiếp một lần nữa, thì chi phí tôi xin cảnh báo là cái chi phí đi lại còn có khi còn đắt hơn người ta đi xe máy. Vì mỗi lần một lần vé như vậy tôi chỉ đi hai lần đi về một ngày có thể tới, tôi cứ tính là 5.000-10.000 một lượt đi, lượt đi đi xe buýt một lượt, metro một lượt và đường sắt nhẹ một lượt là 30.000, về 30.000 60.000 một ngày là không phải là nhỏ, trong khi tôi đi xe máy tôi sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Điều đó nghĩa là gì? Hà Nội hiện nay đang thiếu một cái rất quan trọng là sau khi có các cái hệ thống đấy thì phải có một cái công ty, tôi gọi là người ta gọi nó gọi là cái công ty để quản lý toàn bộ hệ thống giao thông công cộng thống nhất, nó gọi là PTA, gọi là Public Transit Authority đấy. Rất là nhiều nước nó đã thành lập công cái đấy, nó sẽ quản lý cả về dự án luôn, chứ chúng ta không có dự án đường sắt thì nằm ở một ban, dự án metro thì ở một ban, dự án BRT nó sẽ quản lý toàn bộ các dự án nguồn vốn, nó sẽ quản lý cả quy hoạch và phát triển, thậm chí ở một số nước như ở một số thành phố ở Mỹ nó quản lý luôn cả taxi và nó thống nhất giá vé, thống nhất lịch trình để nó có thể kết nối tất cả cái hệ thống đó cho người dân đi đâu cũng được. Đấy, do cái hiện nay chúng ta đang thiếu, chúng ta đang rất cần, không có, chưa có. Thế đấy còn phải đi xa hơn nữa, không chỉ hạ tầng chúng ta còn nghĩ đến cả những cái vấn đề đấy. Tôi có bổ sung thông tin của tiến sĩ Nam thôi. Tức là tiến sĩ Nam có đề cập đến hệ thống PTA có về cái mô hình quản lý vận tải công cộng cũng như là cái việc khai thác cái hệ thống vận tải công cộng chúng ta trong tương lai như thế nào. Thì theo tôi được biết ấy, trong các kế hoạch quy hoạch ấy thì đều nói về, thứ nhất là nói về cái PTA, cái đơn cơ quan quản lý ấy, giao thông công cộng. Thì Hà Nội hiện nay là chúng ta đang có hai đơn vị quản lý, thứ nhất là ban quản lý đường sắt đô thị và thứ hai là trung tâm quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải. Thì một bên là quản lý về các dự án đường sắt và vận hành đường sắt, một bên thì về buýt và các taxi đường bộ. Thì đã có cái đề án, thành phố đã có cái đề án về hợp nhất để tức là thành lập một cái đơn vị tương tự như là PTA của anh Nam nói. Nhưng mà chưa có phê duyệt, mới là đang có trong đề án thôi. Cái thứ hai nữa là cái việc mà khi có một hệ thống vận tải đa phương thức gồm có đường sắt đô thị, BRT, xe buýt nó như thế, thì chắc chắn là thành phố trong cái kế hoạch tôi nhớ là có cái để nghiên cứu về hệ thống vé chung, chứ không phải là cứ phải xuống từng phương thức để mua vé. Thế thấy là rất đắt và rất bất tiện, thì chắc chắn là cái chất lượng dịch vụ nó không tốt rồi. Thì có một cái hệ thống vé chung, chúng ta có một cái giờ, tức là cái hệ tất cả các hệ thống chúng ta, hệ thống vận tải công cộng của chúng ta là do các nhà đầu tư khác nhau, công nghệ khác nhau, chúng ta không có một tiêu chuẩn về đường sắt đô thị thống nhất để sử dụng cho Việt Nam, để yêu cầu các nhà đầu tư tuân thủ cho nó là đường sắt của Nhật thì dần được theo tiêu chuẩn Nhật, đường sắt của Pháp thì theo tiêu chuẩn Pháp, đường sắt Oreda Trung Quốc thì theo chuẩn Trung Quốc. Chúng ta đến một sự lãng phí đấy, chúng ta không thể nào sử dụng lẫn tài nguyên của các con tuyến đường sắt với nhau được, một sự lãng phí. Cho nên là cứ ông nào là ông đấy bảo dưỡng chưa riêng luôn, có hệ thống vé là có thể là công nghệ riêng, nhưng sẽ yêu cầu là có thể đọc được tất cả các loại thẻ, tức là cái hệ thống đọc thẻ nó phải đọc được hết để chúng ta có thể là tiến hành một cái thẻ, ví dụ như khách chỉ cần mua một cái thẻ thôi và cái thẻ đấy để đi chung hết, và cái thẻ đấy để thanh toán riêng cho từng khối được. Đó là vấn đề nữa. Vấn đề nữa là tôi cũng muốn nói đến là cái lúc nãy tiến sĩ Nam có đề xuất là tự nhiên tôi nảy ra một cái ý là cái phần mà nói về vận hành gì tự nhiên tôi quên luôn, tự nhiên là cái ý tưởng hệ thống vé này, đường sắt đô thị này. Nam lúc nãy nói về cái gì nhỉ? Khai thác. Khai thác. Thu vé, thu phí để khai thác. Khai thác, thu phí à?
tức là về về cái chính sách phát triển, tức là về nói về cái chính sách phát triển về đường sắt đô thị là dùng xã hội hóa hay là dùng ODA. Thế thì bây giờ cái vốn ODA chúng ta cũng là đang có xu thế cũng không phải là nhiều nữa rồi, và chúng ta chuyển sang xã hội hóa. Tôi nghĩ là nhiều công ty, tức là các công ty tư nhân, đặc biệt các tập đoàn lớn của Việt Nam rất là quan tâm đến vấn đề này. Và tôi nghĩ là ở Việt Nam chúng ta không thể nào nói là đường sắt đô thị đầu tư để thu lãi từ đường sắt đô thị được, bởi vì đấy là vận tải công cộng và nhà nước phải nhiều khi phải dùng trợ giá để mà khuyến khích người dân đi lại, cho nên người ta sẽ không thể trông chờ được là thu vào như là BOT đường bộ được, không thể thu phí như BOT đường bộ được. Vậy người ta sẽ lấy cái gì để bù đắp? Và tôi nghĩ là đấy chính là chính sách đổi lấy hạ tầng. Và tôi nghĩ là các nhà đầu tư sẽ nhắm vào là các sử dụng đất phát triển đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt đô thị lớn theo cái phương thức là TOD, tức là phát triển theo định hướng phát triển đô thị trên cái hành lang vận tải khối lượng lớn, tức là nó phù hợp với xu thế thế giới, là người ta trên những cái trục hành lang đường sắt đô thị thì người ta phát triển các nhiều dự án nhà cao tầng để mà tận dụng cái năng lực của tuyến đường sắt đô thị đấy. Và như vậy thì nó cũng vừa một mặt vừa đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư là có thể là bù lại vốn nhờ việc phát triển xây dựng những khu đô thị mới, nhà ở, rồi các tòa nhà về phát triển đô thị để mà kinh doanh và để bù vào cái chi phí xây dựng đường sắt đô thị. Và cái thứ hai nữa là vừa đáp ứng được cái yêu cầu của thành phố là có một cái hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn với chi phí và tiến độ vừa phù hợp. Thế thì tôi nghĩ là đấy cái định hướng phát triển như thế là nó khả thi hơn trong cái điều kiện của nước ta hiện nay. Chúng ta cũng khó thì những cái dự án ODA như là anh chuyên gia phân kinh tế đã vừa phân tích lên đây là nó đội vốn rồi thì bao nhiêu là thứ hệ lụy rồi thì nó là nhiều, tôi nghĩ là đây là lợi ích nhóm, rất là nhiều lợi ích các nhóm liên quan, nó dẫn đến là việc từ cái việc thiết kế phê duyệt rồi phê duyệt vốn rồi thì tất cả đều liên quan đến như thế. Còn tôi nghĩ là nếu như mà sử dụng cái chính sách như cho chúng ta đổi cái hạ tầng, đổi đất để cho xây dựng phát triển đô thị dọc các trục hành lang đường sắt đô thị thì nó cũng sẽ tránh được là cái và phần là nghi là đội vốn khi mà xây dựng các tuyến BOT đường bộ chẳng hạn, là đầu tiên ghi vốn rất ít xong là ghi là khoảng 5-7 năm khai thác để lấy được một cái thời gian khai thác đó, xong là điều chỉnh và tăng. Nó có sẽ nhiều cái hình thức khác để mà đầu tư, nhưng không nhất thiết là nhà đầu tư, bởi vì ở nhiều một số các thành phố lớn ở Mỹ chẳng hạn, một số cái thành phố lớn thì nhà nước vẫn phải nắm quyền quản lý một số các cái công ty vận tải công cộng và còn lại thì để đấu thầu cho các cái công ty vận tải tư nhân. Ví dụ ở Thái Lan nó có trên 1.600 công ty vận tải tư nhân tham gia vào vận tải hành khách công cộng. Tôi xin nói này, nói đấy là để nói về phần khai thác, chúng đang nói phần đầu tư đúng không? Để nói một phần khai thác vận hành thì luật ở Việt Nam đấy, theo hiện hành luật đường sắt Việt Nam hiện hành ấy, thì vẫn quy định là khai thác đường sắt đô thị là phải là công ty của có vốn nhà nước đấy, nó là công ty hiện nay chúng ta là công ty trách nhiệm cho bạn một thành viên vốn nhà nước đấy. Chúng ta đã lập ra một công ty đấy rồi. Thì tôi cứ nghĩ là bài toán trong tương lai khi mà một doanh nghiệp tư nhân họ đầu tư vào, họ đổi đất là hạ tầng, họ đầu tư vào một tuyến đường sắt đô thị thì họ đã phát triển cái đô thị dọc hành lang đấy rồi, còn cái việc vận hành hay không thì tôi nghĩ là nhà nước người ta có thể chuyển giao quyền vận hành này cho cái tổng công ty đường sắt đô thị Hà Nội, nó không có vấn đề. Nó có nhiều hình thức để mà tham gia vào. Ví dụ việc chúng ta giao toàn bộ cái BOT giống như kiểu xây dựng xong rồi khai thác và chuyển giao rồi. BT thì nó cũng có cái mặt mạnh là nhà nước sẽ chỉ là tham gia vào các cái phần về đảm bảo về giải đất thì các thứ thôi. Thế còn nhà đầu tư sẽ tham gia nhưng nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó. Giống như chúng ta hiện nay đầu tư xong người ta không thu được, người ta sẽ đòi một là ông phải cho đôi cái miếng đất này, hai miếng đất kia, hai là ông phải mua lại, giống như rất nhiều trạm BOT này nhà nước dân phản ứng vì nó vắng heo vắng hách chả ai đi cả. Nhà đầu tư người ta bỏ ra khối tiền người ta cũng sốt ruột. Thế thì ví dụ ở Brazil hay là Chile chẳng hạn thì nó có những hình thức như là nhà nước xây dựng hạ tầng của nó rất là lớn, hoặc là tư nhân đóng góp 50%, sau đó là sẽ đấu thầu cái việc khai thác, mua toa xe đầu máy là tư nhân, dịch vụ là tư nhân cho khai thác trong vòng 25-30 năm. Tức là nhà nước cho tôi xây dựng hạ tầng trước, còn sau đó là anh mua sắm đầu máy, toa xe, công nghệ, thu phí, các anh tích hợp với nhau cho anh khai thác 20-25 năm, nên anh phải chăm sóc hành khách vì người đấy là những người sinh ra nguồn lợi cho anh. Thì tôi thấy nó cũng rất là rất nhiều cái hình thức đáng phải học. Tôi bổ sung thêm một chút này. Hiện nay là hai tuyến này đang làm ODA, các tuyến khác thì tôi nghĩ là ODA chắc là sẽ không làm nữa, theo cảm quan của tôi là như vậy. Thực ra chúng ta đang rất khó khăn trong vấn đề ODA,
và chúng ta cũng đang trả giá về vấn đề là vừa rồi đội vốn, cho nên là cái ODA nó rất là khó khăn trong quá trình tiếp tục đàm phán. Ừ. Hiện nay thì các nhà đầu tư cũng đúng như là các chuyên gia đang nói đấy, chủ yếu đối với đường sắt trên cao thì các nhà đầu tư tư nhân họ không làm theo cái BOT mà chủ yếu là BT. Vừa rồi như là đổi đất, không những là đổi đất bên cạnh hành lang đâu và cả những đô thị khác nữa, chẳng hạn như là vừa rồi xin là đầu tư hình như là đổi đất bên Đông Anh gì đó, và tôi biết là như vậy. Thực ra cái đấy thì theo tôi nghĩ như thế là rất tốt, rất là tốt, bởi vì là khi tư nhân người ta tham gia vào thì người ta sẽ xây dựng rất nhanh, người ta không vướng cái chuyện mà người ta cũng không dại dột gì để người ta xây dựng chậm, để người ta đội vốn người ta phải bỏ ra những cái trượt giá rồi những cái vấn đề đấy. Thì tôi nghĩ rằng giao tư nhân chúng ta sẽ đáp ứng được cái vấn đề là chúng ta xây dựng đúng tiến độ. Tôi nghĩ rằng cái đấy không khó khăn. Nhưng mà nó có một cái khó khăn nhất mà lúc nãy chúng ta là vấn đề là rất là lo lắng, là hiện nay cái tình trạng lợi ích nhóm trong cái đầu tư hạ tầng cơ sở nó rất lớn. Và xin thưa với các chuyên gia là theo tôi cũng được biết là kế hoạch vốn cho hạ tầng giao thông từ 2016-2020 chính phủ duyệt là 1 triệu tỷ. 1 triệu tỷ có nghĩa là rất lớn. Thế nhưng mà nó đã manh muốn có những cái vấn đề là khi đánh giá cái giá trị đất để đổi BT thì đánh giá trên cái mức độ là giá rất thấp. Chúng ta đang chết ở cái vấn đề là giá đất đây. Và hiện nay chúng ta đang phải trả giá. Giá nhà nước thu hồi giá đất trên một cái biểu là cứ mùng 1 tháng 1 hàng tháng mỗi tỉnh, mỗi ngành đưa ra một cái giá đất. Cái giá đất so với giá đất thực tế nó khác xa. Và cái đấy dẫn đến hiện nay là như thanh tra chính phủ có đánh lại là 95% khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện nhiều người nó đều về vấn đề là đất đai. Vậy thì cái gốc của vấn đề khiếu kiện đất đai ở khâu đền bù, giá đền bù, giá đền bù. Thế thì thực ra cái tôi nói ở đây là sâu thêm một tí, mà đây là vấn đề mà rất là đau đầu, mà nếu chúng ta không giải quyết được thì lợi ích nhóm nó hưởng lợi cái đó. Ví dụ 1 mét đất có thể tính 1 triệu, nhưng mà sau khi đó giao cho nhà đầu tư thì nó lên mấy chục triệu. Và người dân là cái người ta không cần phân tích sâu, người ta biết là à anh thu hồi của tôi, anh trả cho tôi 1 triệu theo quy định của các tỉnh, đúng không? Nhưng sau đó anh bán lại 40-50 triệu và bản thân tôi lại phải mua 40-50 triệu. Đúng rồi. Nếu tôi muốn ở thì cái điều đấy là kiểu cực kỳ vô lý, và các nhóm lợi ích đang tập trung vào đây. Vậy thì BT đổi theo giá nào? Theo giá thị trường hay là theo giá quy định? Đây là một bài toán mà tôi rất là lo lắng. Vấn đề thứ hai là cái khâu minh bạch trong vấn đề giá trị đầu tư. Họ sẵn sàng ngoài ăn chênh lệch về đất đai, ăn chênh lệch trên cái giá trị đầu tư nữa. Mà BOT vừa rồi là chúng ta đã rất lớn rồi. Là nhiều khi họ tăng gấp 3, gấp 5 lần. Rồi thời gian thu phí tăng gấp 2, 3 lần. Thì tôi nghĩ rằng những cái vấn đề như vậy là những cái mà chúng ta nếu không kiểm soát được thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là nếu để làm BT phát triển đường sắt hạ tầng cơ sở thì chúng ta cái khâu đầu tiên là chúng ta phải có luật. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hiện nay xin thưa rằng luật chúng ta đang xây dựng, gọi là đang lấy ý kiến. Nhưng mà hôm trước tôi có ngồi cùng với Bộ Kế hoạch Đầu tư, là đơn vị đang xây dựng cái luật đấy, thì nó cũng chỉ có tính chất hành chính thôi. Chưa đi vào bản chất. Cho nên là tôi cũng rất là lo lắng. Tôi nghĩ là vấn đề đấy thì chúng ta còn phải bàn rất là nhiều và bàn sâu, bàn kỹ. Tuy nhiên khi mà liên quan đề tài đối thoại ngày hôm nay thì trước khi mà kết thúc chương trình ạ, thì với những cái nội dung chúng ta đã vừa trao đổi, với những cái vấn đề bất cập mà chúng ta nhìn thấy, thì các khách mời có một cái mong muốn, một cái nhắn nhủ gì đó rất là ngắn gọn sau khi kết thúc chương trình đối thoại để chúng ta có thể thay đổi và cải thiện được những cái tình trạng mà chúng ta đang thấy hiện nay ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Nam trước ạ. Ông Nam có một cái nhắn nhủ gì, thông điệp gì đó? Tôi chỉ muốn nhắn nhủ là Hà Nội cần phải đánh giá cao cái vai trò của hệ thống đường sắt đô thị và tập trung các cái nguồn lực càng nhanh càng tốt để phát triển hệ thống. Chúng ta nên tiết kiệm những cái khoản khác
bớt mở thêm những cái đường mà chúng ta đang tính đến vài nghìn tỷ chỉ để lấy một cái mặt cắt 60 mét như tôi vừa nói, chúng ta nên bớt các cái khoản đầu tư khác, gọi là nhịn miệng đi, để chúng ta tập trung giải quyết nhanh giao thông đô thị, vì cái lợi ích của đường sắt đô thị nó sẽ mang lại rất lớn. Vâng ạ, xin mời bà Bình ạ. Tôi cũng có ý kiến nhắn nhủ tương tự như ông Nam, tức là khi đã phát triển một hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn thì chúng ta phải phát triển đồng bộ và đồng thời, chứ không phải là từng đoạn một và quá kéo dài dẫn đến rất là nhiều thất thoát và tổn thất mà không mong đợi, cũng không phát huy được cái hiệu quả của từng đoạn tuyến như thế. Vâng. Chúng ta phải gấp rút đầu tư, và bên cạnh đó chúng ta phải có những chính sách về quản lý phương tiện vận tải cá nhân phù hợp. Vâng. Theo từng giai đoạn. Tôi thì về lĩnh vực y tế thì tôi muốn nhắn nhủ là cái đầu tiên chúng ta phải khẳng định đường sắt đô thị là cần thiết, rất cần để phải làm, nhưng cũng đồng ý với các chuyên gia là chúng ta phải làm một cách đồng bộ. Nhưng một cái mà tôi quan tâm về kinh tế nhất là chúng ta rút kinh nghiệm từ những cái chúng ta đang làm đây, và những cái sắp làm đây chúng ta kéo quá dài, rồi chúng ta có những cái trục lợi trong đó. Tôi chưa nói đến cái vấn đề là lý do tại sao tăng vốn ở đấy nó có cái vấn đề ở lợi ích nhóm không, tôi chưa dám khẳng định, nhưng tôi không loại trừ. Và khi làm ODA đã có lợi ích nhóm để mà tham gia vào rồi thì chúng ta làm BT. Sắp tới đây là tất cả đường sắt đô thị chúng ta làm BT. Thì chúng ta khâu đầu tiên tôi ý là thứ nhất là đề nghị nhà nước nhanh chóng xây dựng luật PPP để một cách là có khung pháp lý. Cái thứ hai là chúng ta phải thật minh bạch thì mới kêu gọi được các nhà đầu tư. Tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư trong nước nói vậy thôi, chúng ta các tập đoàn lớn của chúng ta cũng chưa đủ sức để mà làm đâu. Được. Chủ yếu họ đứng ra cầm cờ để mà kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài núp bóng. Và cái đấy nếu chúng ta không minh bạch thì chúng ta sẽ hiểu trả giá hiểu. Một cái giá rất đắt. Thì tôi nói là như vậy. Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời với những thông điệp rất là ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa, và nó cũng là cái mong đợi của rất là nhiều người dân, rất là nhiều người quan tâm tới cái chủ đề đối thoại ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng là với những thông tin các khách mời cung cấp thì chúng tôi sẽ tiếp tục đào sâu những cái giải pháp, những cái vấn đề mà chúng ta vừa bàn để chúng ta có được những cái kết quả mong đợi. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống đường sắt đô thị, một cái hệ thống giao thông nội đô giải quyết được những vấn đề bức xúc hiện nay. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại, và một lần nữa thì xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để có thể tham gia đồng hành tiếp với các chương trình đối thoại của chúng tôi liên quan đến chủ đề này. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV và www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.